đầu tiên bởi vì viền nó dày hơn, không được thanh mảnh như chiếc A870. Cả một mặt trước là cái màn hình 5,3 inch Full HD đen tuyền, rất đẹp và đồng bộ. Nắp lưng tuy nó được làm chất liệu khơi sần sần, nó giống như lớp giả nhung vậy, cầm bám tay hơn, thích hơn nhiều so với bản đầu tiên. Nhưng có một cái điểm trừ đó là nó dính mồ hôi vân tay rất là nhiều. Và về tương lai nó có bong chóc ra hay không thì không ai biết được. Sau khi kiểm tra rồi đã bo vòng và quay em nó mấy vòng thì đâu đâu bạn cũng thấy kim loại và kim loại, nút nguồn, nút volume cũng là kim loại luôn. Camera lồi lên, tuy có thể đối một số người camera lồi là đẹp, nhưng việc này rất dễ làm camera bị xước viền. Mặt trước có nút home cứng, thêm sự tiện nghi khi sử dụng và tránh được việc mất một phần màn hình để thể hiện nút. Cái hay nữa là cái loa thiết kế vuông góc, một nửa cạnh dưới và một nửa cạnh trái, rất hay và thông minh, làm cho bạn không bao giờ bị che mất âm thanh dù cầm máy ở bất kỳ tư thế nào. Ở trên góc bên phải của điện thoại có một cái đèn LED nhỏ tí xíu đúng bằng cái đầu tăm. Mình không hiểu tại sao từ một đèn LED đẹp như thế trên chiếc Vega đời 1 lên đến đời thứ 2 lại tồi tệ như thế này. Nó không sáng bằng và nó không hề đẹp bằng so với bản đầu tiên. Nhưng mà thôi, dù sao thì có vẫn hơn không. Xét về tổng quan thiết kế, mình vẫn đánh giá rất cao chiếc A910 do toàn thân được làm bằng kim loại rất chất lượng, cầm đầm và chắc tay. Có nút home cứng bên ngoài làm cho bạn không cần phải mất thêm một khoảng diện tích cho màn hình nữa để hiện nút. Cùng với đó là cái loa ngoài thiết kế rất thông minh. Còn điểm trừ như mình đã nói, nó không còn viền mỏng và thanh mảnh như chiếc A870, đèn LED sâu hơn và camera lồi ra rất dễ xước viền. Và bây giờ là khả năng dừng chiếu của em nó, thì với cái chip Snapdragon 801 4 lõi 2.3GB, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB và một viên pin 3220 thì không có cớ gì mà A910 không đủ khả năng xếp hình với bạn trong liên tiếp cả một ngày dài, thậm chí là 2 ngày với tất cả các tư thế khó nhằn nhất. Từ mở app, chụp ảnh, nghe nhạc, online Facebook hay chơi game như Modern Combat, Nova, The Trigger hay là Asphalt 8 hoặc thậm chí là Pikachu, tất cả đều bị A910 thổi bay. Và nhắc luôn là cái viên pin 3220mAh của chiếc A910 đúng là một con quái vật. Mình chưa từng một lần nào có thể ép được em nó hết nước trong vòng một ngày. Nếu thường thường mình chỉ online Facebook và nghe gọi thì mình có thể dùng được 2 ngày, 2 ngày rưỡi và với khoảng 4 đến 4 tiếng rưỡi thời gian màn hình bật. Và chưa kể là anh Pantech Sky này rất hào phóng cho đến 2 cục pin cùng một cái dock và cục sạc to bằng tổ bố thằng ăn mày ở trong hộp. Thế nên các bạn hãy yên tâm, không bao giờ chiếc A910 có thể hết pin được đâu. Mình chưa bao giờ đánh giá cao camera trên các thiết bị của Pantech Sky, nhưng mà lần này trên A910 nó đã làm mình bất ngờ. Camera 13 megapixel, con số chấm nó không có ý nghĩa gì cả, nhưng cái điều Pantech Sky đem lại đó chính là một cái camera OIS hay còn gọi là chống rung quang học. Chính nhờ cảm biến chống rung này mà camera trên A910 chụp ảnh tốt hơn, ảnh sẽ đỡ mờ hơn và sáng hơn khi chụp trong bóng đêm, và khi bạn quay phim nó cũng đỡ rung hơn. Ảnh lần này trên A910 nó không còn bị nhạt và bị nhòe giống như trên các đời trước. Khả năng bắt nét chưa nhanh, nếu không muốn nói là chậm. Nói là chậm không phải là nó chậm, nhưng mà nó không nhanh bằng các smartphone khác bây giờ như LG G3 hay HTC One M8. Chất lượng ảnh thì mình sẽ để con mắt các bạn tự đánh giá. Thực sự thì mình chưa bao giờ là fan trên giao diện Android của Sky, và lần này không phải là ngoại lệ. A910 đang chạy Android 4.4 KitKat. Nếu nói trắng ra thì nó không khác gì một chiếc A870 phóng to ra, làm cho tốt hơn, mạnh hơn và đẹp hơn. Còn cái giao diện thì gần như không có gì khác cả. Cảm biến hồng ngoại? Không có. Cảm biến vân tay? Chưa thấy đâu. Một cái camera trước tốt hơn? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mình là người thích những cái gì đó nó mượt mà, nhưng không được đơn giản quá, nó phải có những tính năng nào đó cần thiết và hữu dụng cho cuộc sống. Nhưng đối với Sky 810, nó là một cái hệ điều hành Android được làm lại, đẹp hơn so với bản gốc, có thể thay đổi được theme và tùy biến một số thứ linh tinh trong hệ thống. Nhưng hơn cả là nó mượt mà và dễ dùng, đó là cái quan trọng. Có lẽ cái tính năng hay nhất và mình đánh giá cao nhất trên Sky 810 đó chính là khả năng cảm ứng dùng găng tay. Thì bây giờ đang là mùa đông, rất là lạnh, và bạn không phải lúc nào có thể kè kè bên người được một găng tay cảm ứng. Chính vì vậy, bạn có thể dùng bất kỳ một cái găng tay nào và vẫn cảm ứng được một cách bình thường. Chất lượng loa ngoài trên A910 khá tốt, nó không còn bé vì ống sinh lý như trên A870, nghe rất to và ấm.
Cái này mỗi người một tai và mỗi người sẽ đánh giá khác nhau. Nhưng mà tin mình đi là chất lượng loa ngoài của A910 rất tốt. Bạn sẽ không phải lo lắng khi muốn dùng một chiếc điện thoại để vứt trên mặt bàn và nghe nhạc. Bấm thích, đăng ký với kênh của Max Mobile để tiếp tục theo dõi các video về sau. Mình là Sumeo, xin chào, hẹn gặp lại.